bị xem show Lửa Hồng nha. Đây. Cái này là rượu rum, mình sẽ hít cái rượu rum cho nó có nhiệt, xong rồi mình đổ lên như thế này là nó chảy, mình chỉ cần một ít thôi. Đó, cái này là show Lửa Hồng như khách sạn 5 sao luôn, nhà hàng 5 sao luôn. Oh yeah. Now ready. Ok. Good. Thì hôm nay Kim sẽ làm cái món bánh chuối chiên. Thì để chuẩn bị thì mình sẽ pha cái bột để mà chiên trước. Thì cái bột của mình thì em sẽ làm theo cái công thức cực đơn giản nhất để cho nó dễ, mọi người dễ nhớ, dễ làm ha. Thì Kim có ở đây là công thức ở đây là 7 3 1 1. Thì 7 ở đây là 7 phần bột mì, 3 phần bột gạo, 1 phần đường, 1 nhúm baking powder để cho nó cái bột nó thơm. Còn cái phần tỷ lệ nước bao nhiêu thì một hồi, tại vì thường thì Kim làm theo cái thói quen, cho nên là không có đong đo đếm gì hết. Thì một chút xíu nữa khi mà pha thì Kim sẽ bắt đầu đong để cho mọi người biết ha. Thì bây giờ Kim sẽ cho vào đây. Nếu như mà làm cái số lượng nhiều á thì sẽ làm là 700 gram bột mì, 300 gram bột gạo. Thì ở đây cũng theo cái công thức 73 đó thì Kim sẽ làm bằng muỗng. Thì ở đây Kim có ở đây, mình không cần phải chính xác đâu. Một muỗng nè, hai muỗng nè, ba muỗng nè, bốn muỗng nè, năm muỗng nè, sáu muỗng nè, bảy muỗng. Đó, Kim có ở đây là 7 muỗng bột mì mình đã cho vào đây. Một hồi mình sẽ rây qua cái rây này để cho cái bột nó mịn, không có bị ốc trâu ha. Rồi, Kim sử dụng ở đây là bột tẻ, bột gạo á cả nhà, bột gạo tẻ tinh khiết. Thì Kim sẽ cho vào đây là 3 muỗng nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè ha. Rồi, sau đó thì mình sẽ cho vào đây một nhúm khoảng một góc như thế này thôi, cũng ước lượng thôi. Này là baking powder, cái loại mà ở đây dễ tìm lắm, ở tiệm nào cũng có bán. Cái loại này dùng để nướng bánh. Rồi, bây giờ mình sẽ rây. Mình rây như thế này để cho cái bột nó xuống dưới thì nó sẽ mịn. Một chút xíu mình pha với lại soda. Nước soda đó thì nó sẽ không có bị ốc trâu. Cả nhà thấy không, khi mà mình làm như thế này thì cái bột nó xuống nó đỡ lắm, nó không có bị vón cục gì hết đó. Thì có mấy cái vón cục thì mình dùng cái muỗng mình đẩy như thế này là nó xuống sạch hết rồi đó, đẹp trai chưa. Rồi, bây giờ tiếp tục cho vào đây là một muỗng đường, tại vì cái chuối của mình chiên á thì mình sẽ xài cái chuối chín mùi, chín rục, thiệt là rục. Thì cái trong chuối nó đã có cái độ ngọt rồi thì mình sẽ không cần phải cho nhiều đường. Với lại khi mà mình cho nhiều đường á, thì mình chiên trên dầu nóng nó rất là dễ bị khét và cái màu của nó cũng không đẹp. Rồi, để cho nó có chút xíu độ đậm đà thì Kim sẽ cho vào đây một nhúm muối. Rồi, cộng thêm đó để cho nó ra màu đẹp thì Kim sẽ cho vào đây một ít bột nghệ để cho nó ra cái màu vàng đẹp một chút. Rồi, cái này thì tùy sở thích mỗi người nhé. Thích màu đậm thì mình để nhiều, còn thích màu nhạt nhạt thì mình để ít. Ở đây trong thành phần mình không có trứng nha cả nhà nhé. Rồi, bây giờ thành phần bột khô đã đủ. Bây giờ Kim thử nha. Ở đây Kim đổ ra trước là
3/4. Ở đây Kim xài cái club soda, cái loại này nè cả nhà. Rồi, ở đây Kim có 3/4 cup ha. Đổ vô đây. Rồi, mình quậy lên. Ở đây đó, thật ra khi mà mình pha bột á, thì mình sẽ pha theo cái thói quen. Mà nếu như mà nó lỡ mà nó đặc quá đó, thì mình chỉ cần chiên có một lớp thôi, áo một lần mình chiên một lần thôi. Còn nếu như mà cái thành phần bột mà nó loãng á, thì mình sẽ chiên 3 lần hoặc là 4 lần tùy. Nhưng mà không có nên là chiên dày quá, tại vì nếu mà dày quá đó thì nó cũng sẽ không có ngon, ăn nó rất là ngấy, tại vì cái lớp bột nó dày quá nó ngấy lắm. Rồi, ở đây cái bột nó sệt, rất là sệt như vậy nè. Đó. Rồi, bây giờ Kim sẽ đong tép tiếp cái phần chất lỏng bỏ vào đây. Nhưng mà lần này thì Kim sẽ không có để club soda nữa, mà Kim sẽ để bằng nước lọc nha cả nhà. Thì Kim sẽ đong thử 1/2 cup ha. Rồi, ở đây Kim có 1/2 cup nước lọc, Kim để trước một nửa. Để trước một nửa để mình coi cái độ của nó nở, nó lỏng ra như thế nào nha cả nhà nha. À, tại vì Kim chiên ở nhà ăn chỉ có 2-3 trái, 3-4 trái thôi, cho nên là Kim không có pha bột quá là nhiều. Thật sự ra cái bao nhiêu đây bột quá thì nó cũng đã là rất là nhiều rồi, chiên dư giả luôn đó. Tại vì nhà sắp có khách thì có mấy chiếc chuối chín rục nữa, nên sẵn tiện mình làm cái món này luôn cho nó lạ. Tại vì khách Tây á thì không biết là họ có ăn cái kiểu mà chuối chiên Việt Nam mình lần nào chưa, cho nên là mình muốn làm thử cho họ xem, họ ăn thử, Kim nghĩ là họ sẽ thích. Tại vì lần trước Kim làm ông xã ăn thích lắm, ăn chung với lại kem á cả nhà, kem vanilla rất là thơm ngon luôn, giòn ơi là giòn. Rồi, bột như thế này nè cả nhà, đây Kim đổ xuống thì nó chảy như thế này nè, như vậy thì bột nó vẫn còn rất là đặc. Thì ở đây Kim để thêm nước vào. Cả nhà nhớ là khi mà mình mới pha như thế này thì cái bột của nó nhìn có vẻ loãng, nhưng mà mình sẽ phải để cho bột nghỉ để quyết định là bánh nó có giòn hay không á, thì mình cũng phải để cho bột nó nghỉ đủ thời gian thì cái bánh nó mới giòn được. Đó là Kim để còn dư một xíu vậy nè cả nhà, còn dư khoảng một muỗng canh của 1/2 cup, thì Kim nghĩ là khoảng chừng 100ml nước lọc với lại 3/4 nước soda là đủ nha cả nhà nhé. Rồi, bây giờ sau khi pha xong như thế này thì mình sẽ để cho bột nó nghỉ để nó nở cái bột ra. Và sau khi mà mình cho bột nghỉ xong rồi, tới lúc mình lấy ra mình chiên á, thì mình sẽ thấy là cái bột ở lúc đó nó sẽ đạt đúng cái độ nở của nó, thì mình sẽ biết lúc đó bột bị đặc hay là bột bị nhão, bị loãng. Thì theo như Kim nghĩ bây giờ như vậy là ok rồi nè. Đó, thì nếu như cả nhà muốn buổi tối có cái món này ăn thì buổi sáng mình pha bột sẵn mình để đó, thì cho bột nghỉ từ sáng cho đến tối thì mình chiên, lúc đó thì cái bột nó sẽ đủ độ giòn. Còn nếu như mà muốn ăn mà buổi sáng hoặc là buổi trưa thì ngày hôm trước mình pha, tối ngày hôm trước mình pha xong thì mình để vô trong tủ lạnh, xong rồi để tới ngày hôm sau sáng ra trưa trưa cái mình chiên
Thế là buổi trưa mình có một cái món ăn chơi rất là hấp dẫn, rất là ngon rồi. Rồi, bây giờ Kim sẽ để cái bột này nghỉ. Mình sẽ phải lấy một cái giấy mà bịch ni lông để mà mình đậy cái màng màng bọc thực phẩm á, mình đậy nó lại. Rồi mình để cho bột nghỉ. Sau khi bột nghỉ xong mình sẽ quay lại mình chiên chuối nha cả nhà nhé. Rồi chào cả nhà. Hồi nãy em lỡ tay không có đánh, không có bấm cái máy quay cho nên là bị lực hụt cái mất. Em đã áo để chiên lần hai rồi nha cả nhà. Bây giờ cái lớp này là cái lớp thứ hai rồi nha cả nhà. Hồi nãy lỡ tay cho nên là không có bấm, không biết vì sao mà nó không có quay. Rồi cái lớp thứ hai của Kim nó đã vàng như vậy này, nó cũng không có quá, nó không có quá vàng đây đó, cả nhà thấy cái màu đẹp không? Bây giờ Kim lấy ra. Rồi Kim không biết tại sao mà cái lúc mà lấy bột ra chiên thì lại bị bấm nhầm cái máy, nó không có quay gì hết trơn luôn, cho nên nãy giờ bị lỡ hết một khúc luôn. Nhưng mà không sao hết, chắc là cả nhà bắt kịp. Tức là cái bột này ở đây của Kim là hôm qua là Kim để y nguyên như vậy luôn, Kim không có thêm nước thêm gì nữa hết. Ở đây Kim đã chiên được hai lớp rồi nè. Bây giờ Kim sẽ để vào trong trong bột này Kim chiên thêm một lớp nữa. Mà cái bột này do cái độ đặc của bột á thì nó cũng không có quá đặc mà nó cũng không có quá loãng, cái độ loãng nó vừa phải để mà Kim chiên đủ ba lớp. Thì khi mà mình chiên ba lớp á thì cái bánh của mình, cái bánh chuối của mình nó sẽ giòn hơn. Nói chung là mình chỉ để cái trái chuối vào rồi mình áo cho cái bột nó như thế này, để Kim hạ lửa xuống cho cái dầu nó không có bị quá nóng. Rồi Kim sẽ cái lớp này là cái lớp cuối cùng Kim chiên đây, nó là lớp thứ ba. Thì lớp 1 và lớp 2 mình không có chiên quá vàng, mình chiên vừa vàng thôi nha cả nhà nhé. Mình chiên vừa vàng thôi, đừng có quá vàng. Tại vì chiên vàng quá thì đến cái lớp thứ ba thì nó sẽ bị ngã màu, nó không có còn cái màu vàng đẹp nữa. Rồi bây giờ để chiếc chuối thứ hai vô. Đó, trái chuối rất là giòn luôn. Rồi nhớ là mình chiên ở lửa thấp nha cả nhà nha, tại vì nếu mà mình chiên lửa cao quá thì cái lớp ở bên ngoài nó sẽ bị khét, nó xuống màu, còn cái lớp ở trong thì nó lại không giòn. Thành ra là mình phải chiên ở cái lửa thấp để cho cái chuối của mình nó giòn mà nó không có bị xuống màu quá nhanh. Đó, cái bột của mình cho nghỉ đủ đủ độ nghỉ thì đủ lâu thì khi mà mình chiên nó rất là giòn. Với lại lúc mà mình pha bột đó thì mình pha với lại nước soda, mình pha nước soda và mình phối giữa nước soda và nước lọc, cho nên là cái nước có ga đó thì nó sẽ tạo cho cái độ giòn của bánh tốt hơn nữa. Đây, rất là đẹp luôn. Kim cầm lại cho cả nhà xem nha. Tiếc quá, cái lúc đầu không biết làm sao mà cầm cái máy quay, đúng là không có trợ lý cho nên là bị lỡ cái khúc đầu. Nhưng mà cái cách chiên thì nó cũng dễ, cả nhà biết mà. Đó, nó không có quá đen nha cả nhà ha. Cái màu nó rất là đẹp, do ở trong cái bột của mình ta đó, mình có để bột nghệ đó, thì cái màu của bánh nó lên cái màu vàng rất là đẹp luôn. Wow, mình rờ cái đũa vô như thế này là mình biết cái bột bánh nó rất là giòn luôn đó. Kim kiên nhẫn để chiên ở cái lửa thấp
để cho cái bột của nó giòn từ trong ra ngoài luôn, nó không có bị mềm. Mà cái này khi mà mình chiên á, mình chiên xong mình để khoảng chừng nửa tiếng một tiếng sau cái bột nó vẫn giòn, nó không có bị xìu, nó không có bị mềm và xìu xuống đó. Cầm cái đũa mình rời vô mình thấy nó rất là giòn luôn. Cạo 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 cạo, cái màu rất là đẹp luôn cả nhà. Đây mình chiên ở cái lửa, thấp, cái lửa review 7 giờ, mà cái bánh nó đã giòn rất là đẹp luôn rồi nè, nó lên màu đẹp rồi nè. Đó, chuẩn bị mình có thể gấp ra được rồi. Chim quay gần để cả nhà thấy cái màu bánh nha. Đây đó, cả nhà thấy không, cái màu bánh rất là đẹp luôn. Mà thấy không, mình rờ cái đũa vô là mình biết cái bột bánh nó rất là giòn đó. Chuẩn bị sắp lấy ra được rồi. Đây bây giờ thì cái bột bánh nó đã rất là giòn rồi, em sẽ lấy cái bánh ra đó. Cả nhà thấy không, cái bánh rất là đẹp luôn đó, rất là đẹp. Rồi em sẽ để đây, rồi bây giờ sẽ chuẩn bị mình sẽ làm đẹp cho nó. Bây giờ mình sẽ dọn ra dĩa và mình sẽ làm đẹp cho nó, cho nó thật sự sang trọng và sang chảnh nha cả nhà nha. Rồi bây giờ mình sẽ để cái trái chuối vô. Ở đây Kim đã có kem nè, với lại một ít raspberry, quả mâm xôi đó, và trái blueberry. Rồi mình sẽ cho thêm một chút chocolate sauce cho cái kem nó đẹp đẽ, tươi trẻ một chút. There you go. Rồi để cho nó màu mè hoa lá thì mình cho lên đây một cọng mint đó, cho nó thật là xinh xắn. Rất là đẹp luôn cả nhà, nhìn thật sự rất là sang chảnh luôn đó. Đây cả nhà xem có hấp dẫn không đó, trang trí rất là dễ. Mình có đây trái mâm xôi, blueberry và 2 viên kem. Bây giờ mình dọn lên bàn thôi. There you go. Rồi, tới phiên mình ăn thôi. Mời cả nhà nhé. Hấp dẫn chưa?